Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dynamon World nha anh em ơi. Phiên bản mới nhất 1.6.77, hôm qua là 1.6.76 ha. Và link tải của tựa game này đã có mặt ở trên modgame2.com rồi nhé. Đây mình sẽ để link ở bên này cho anh em. Kéo xuống dưới anh em ấn vào chữ file APK ở đây và download nhá, 1.7.7. Đấy, hôm qua là 1.7.6 ha. Có 36 phẩy mấy chục mê thôi, nhưng mà mỗi lần đấy lại đi lại thì mình sẽ cần phải mua lại mấy cái máu mới có thể từ đầu à, hơi hài nhỉ anh em, rồi bắt buộc phải mua lại thôi. Không có cập nhật Dynamon mới, chắc là nó sẽ fix lỗi cái ấy thôi, chắc là fix lỗi cái đấu trường các kiểu thôi. Power Paper nói chung là đủ hết luôn. Bunker Berry, Power Pepper, Ray Rus. Chúng ta sẽ lấy thêm một cái ít Ray Rus nữa là xong. Là ngon luôn. Cả hai cái đều rất ngon luôn. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ tắt bớt một vài cái video bên này đi ạ. Ok được chưa? Anh em thấy ổn chưa? Thấy thấy ổn áp chưa? Không có gì mới nhỉ? Vẫn 188 con Dynamon thôi, không có gì mới mẻ cả. Đây quáng cày để mà lấy cái này thôi anh em. Anh em phải nằm ở trong top 70 cày thôi. Lấy cái con này, lấy con này cái anh em ạ. Con này con Anubis này thì ngon, không 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 cày là cũng mệt đấy. Quáng cày lấy con này nhá. Việt Nam khoảng 240 cúp à, khó phết đấy. Top 10 là 240 cúp. Mình đứng thứ mấy? Tôi cũng không rõ tôi đứng thứ mấy luôn. Thử vào chiến xem như thế nào. Không chắc chắn lắm là như thế nào, mình sẽ thử thử vào để chiến 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 đấu để xem có cái gì xảy ra hay không. You go first, chúng ta được đánh trước anh em ạ. Mình sẽ được lên lên dàn trước. Hello, Lily. Rồi anh em ơi, tăng thủ lên trước đi, con này đang không có chiêu ấy. Leaf Fox, con nào khắc chế con này nhỉ? Lửa bóng tối à? Khá mệt nhỉ? Chúng ta không có nhiều chiêu tấn công lắm. Ui, đen rồi. Đúng đen đủi rồi. Đen đủi thật sự rồi anh em ơi. Giảm giáp đi trước á. Con này như khắc chế mình như sao anh em. Đen thật sự luôn. Đúng đen luôn anh em. Một bé về vườn, bé thứ hai lên đây. Nguyên tử chiêu giảm công à, nó vẫn chưa tấn công anh em ạ. Nó vẫn chưa tấn công mình luôn, nhưng mà cái lượng máu nó giảm rất là nhiều à. Chết mợ rồi. Còn Future, ok anh em, nó vẫn chưa thèm tấn công mình luôn. Nightfall tăng công lên trước, tí sau cho có hút máu. Avalanche không vấn đề gì, chúng ta phải bỏ hai chiêu tấn công giảm cái em mình của nó xuống. Chúng ta lại có rồi Frozen Miss, mình nghĩ mình sẽ búp thêm thủ vào anh em nhỉ. À, cứng ngay tấn công thôi anh em. Chắc là búp thêm tấn công à. Chịu thua đi, đánh nào được mình. Trời ơi, chúng ta sẽ cười mô vô mồm nó cái cho nó vui anh em ạ, cho nó gọi tí là cảm xúc, cảm xúc. Nhìn trông khá là buồn cười anh em,
Mình nhìn thấy khá là hài. Để em làm gì? Vậy em làm gì em? Em nên té thôi, em làm sao em có thể là đấy, nó out rồi. Mấy con kia cái nó nhìn thấy chúng ta thấy là thế là không 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 muốn đánh nữa rồi. Nhìn thấy chán đời luôn, không muốn đánh nữa rồi. Ok anh em. Ok, và chúng ta sẽ hồi máu cho team. Có mua thêm cái gì không? Có mua thêm cái gì hay không nhỉ? Mình cũng chưa biết sẽ mua thêm cái gì, thôi đánh luôn đi, được. Ok, let's go. Tân 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 tân. Ok anh em, chúng ta sẽ chắc đấm nó luôn ha. Để con kia đánh thì nó sẽ rất là lâu à. Đây có chiêu đánh luôn nè. Một vả. Chắc là out thôi. Tăng sự tấn công lên anh em ạ. Đừng có xịt là được anh em. Cay thật sự, thanh niên cay thật sự anh em ạ. Kệ thôi, đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa kia bị độc anh em ạ. Giảm công ạ, mình bắt nó phải nó được búc công ạ. Cay nhỉ. Con kia có mỗi một chiêu là chiêu ấy thôi à. Khá khó chịu. Khó chịu thật sự luôn. Bắt buộc phải dùng cái Hurricane để tấn công mình. Hello. Hello, 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 hello bạn. Anh đã trở lại rồi đây. Hút máu thì tôi cũng có hút máu mà. Knife four. Tăng công à. Critical. Tuổi. Mệt ghê nhỉ. Cái này để tiễn mình giảm máu thêm tí nữa mình dùng mà đẹp. Đấy hình phát nữa đi bạn. Shockwave. Cày nhỉ. Cái hiệu ứng ấy mẹ đúng là thốn luôn. Chúng ta tiếp tục là búp thêm cái này vào cho người à, hoặc búp công xong búp công lên. Tôi cũng có hút máu mà. Người anh em. Úi ôi. Mệt đấy nhỉ. Chiêu này mất máu thích hơn. Tí là nặng có poison buy thêm mà. Đấy, giảm giáp lên. Cùng nhau giảm. Thua luôn rồi. Phải thua chứ làm sao mà có khả năng đánh được. Chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Link tải để dưới phần mô tả phần comment.